một loại màng bọc có thể ăn được với nguyên liệu chủ yếu là tinh bột sắn đang được một nhóm sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu. Màng bọc ăn được này dễ dàng tan trong nước nóng nên có thể thay thế cho các loại ni lông bọc các gia vị trong gói phở, mì ăn liền và các loại đồ khô khác, cho phép người tiêu dùng có thể nấu ăn và ăn cùng lúc cả bao bì mà không cần xé bỏ. Khi mà mình mở một gói phở ra thì mình sẽ thấy là có tới 5 bọc ni lông được bọc để định hình cái gói phở và các cái gói gia vị. Và mình thấy là cái việc mà thải ra các cái loại nhựa đó là không cần thiết. Thế nên nhóm em đã nảy ra một cái ý tưởng là mình sẽ dùng cái màng ăn được để giảm thiểu cái rác thải nhựa đó. Màng bọc này vừa có khả năng phân hủy sinh học trong tự nhiên, vừa an toàn để hấp thu bởi tất cả các thành phần của nó đều vô hại đối với sức khỏe của con người và môi trường. Đây là một giải pháp thay thế vừa bền vững, vừa tiện lợi hơn cho việc bao bì thực phẩm. Về nguyên liệu để làm ra sản phẩm thì là chủ yếu là từ tinh bột sắn. Sắn là một loại cây rất là phổ biến ở Việt Nam và được bán với giá thành rất là rẻ. Cho nên là việc tạo ra cái sản phẩm thì cái giá thành cũng không có quá cao so với bao bì plastic thông thường. Về quy trình để tạo ra cái màng này thì việc quan trọng nhất đó là cái quá trình sấy. Cái khó khăn của tụi em trong việc phát triển dự án đó chính là không có phòng thí nghiệm để làm do dịch Covid, nên là tụi em phải làm ở nhà và những cái dụng cụ thiết bị để sấy ở nhà thì cũng rất là thô sơ. Nếu mà để tạo ra được một cái sản phẩm mà có chất lượng tốt hơn thì phải cần có những cái thiết bị sấy tốt ở trong phòng thí nghiệm. Tụi em sẽ đọc thêm và nghiên cứu các cái bài báo ở trên thế giới về các cái sản phẩm mà tiệm cận với mình để mình rút ra được cho mình là các cái chất cần thiết cho các cái nguyên liệu của mình. Em nghĩ là có thể tụi em sẽ tham gia các cái khóa học ươm tạo trong cái dự án của mình để có cái hướng phát triển và tiếp cận với thị trường. Loại màng bọc này có ứng dụng rất đa dạng, từ bao bì thực phẩm ăn liền như bánh kẹo, mì gói, cho đến bao bì đồ dùng cá nhân như bàn chải, khẩu trang. Sản phẩm đã mở ra hướng phát triển đầy tiềm năng, giúp giảm lượng nhựa trong sản xuất đóng gói, cũng như giảm bớt tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.